Phát huy vai trò nòng cốt của tuổi trẻ trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, câu lạc bộ tuổi trẻ pháp luật thuộc cộng đoàn Nội Chính tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng thành công mô hình phiên tòa giả định và duy trì từ nhiều năm nay. Từ đó đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Đây là biện pháp tuyên truyền sinh động và hiệu quả để giúp các đoàn viên thanh niên và các em học sinh nắm bắt được những quy định của pháp luật, để từ đó vừa chấp hành tốt, đồng thời tuyên truyền cho người thân, gia đình và cộng đồng cùng thực hiện. Đây là phiên tòa giả định do cộng đoàn Nội Chính tỉnh Lâm Đồng tổ chức tại trường Trung học phổ thông Lê Thị Pha, thành phố Bảo Lộc. Dựa trên tình huống giả định về nạn bạo lực học đường đang diễn ra khá nhức nhối hiện nay, tình huống được đặt ra là học sinh trung học phổ thông bị xích mích mà cố ý gây thương tích cho bạn cùng lớp, khiến cho người bị hại bị thương tật vĩnh viễn 46%. Phiên tòa được diễn ra từ chủ tọa phiên tòa, hội thẩm nhân dân, đại diện viện kiểm sát, thư ký phiên tòa đến luật sư, bị cáo, người bị hại, người làm chứng đều được các đoàn viên trong cộng đoàn đóng vai. Tuy là phiên tòa giả định nhưng đã thu hút hàng trăm em học sinh của trường Lê Thị Pha tham dự và chăm chú với từng tình tiết của vụ án, thấy rõ vẻ lúng túng, sự thành khẩn hối lỗi của bị cáo trước vành móng ngựa. Trong số các đoàn viên thanh niên học sinh đến theo dõi phiên tòa, dù chỉ là giả định nhưng hầu hết các em đây là lần đầu tiên được chứng kiến tòa xử án, qua đó giúp các em hiểu rõ hơn về quy trình xét xử và vai trò của từng người trong một phiên tòa, đặc biệt giúp các em học sinh nhận thức đầy đủ về hậu quả của nạn bạo lực học đường. Con thấy phiên tòa này rất là bổ ích ạ. Nó giúp con hiểu được về quá trình của một phiên tòa và cảnh tỉnh các bạn học sinh đang có hành vi sai lệch. Qua hơn 2 giờ xét xử đảm bảo các quy trình của một phiên tòa cho thấy, với hình thức tuyên truyền trực quan sinh động như thế này đã mang lại hiệu quả cao so với phương pháp tuyên truyền bằng hình thức khác. Tuy là giả định, nhưng các bước diễn ra như một phiên tòa thực sự. Qua phiên tòa giả định, với mong muốn gửi đến các bạn trẻ những thông điệp về pháp luật, những hành vi sai trái cần được chấn chỉnh và lên án, giúp các em có lối sống tốt đẹp hơn. Qua cái phiên tòa giả định của các anh chị đến với trường Trung học phổ thông Lê Thị Pha, thì qua phiên tòa này thì tôi cảm thấy thứ nhất là đem lại những cái phần kiến thức cho các em học sinh. Rồi qua phiên tòa này cũng giáo dục, nhằm giáo dục cho các em học sinh được phòng tránh được cái bạo lực học đường. Phiên tòa giả định mỗi một lần như vậy thì chúng mình đều có chuẩn bị các kịch bản và phân vai rất là cụ thể, chi tiết và có sự chuẩn bị rất là kỹ càng. Tại vì cái phiên tòa giả định này nó mang đến cái hiệu quả về tuyên truyền pháp luật nhiều hơn là so với việc nói so với lý thuyết. Thế nên là mỗi lần chuẩn bị kỹ càng và cái cảm xúc thì mỗi lần lại càng các bạn ấy chuẩn bị được càng hoàn thiện hơn cái kỹ năng của các vai diễn. Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên cũng như đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật đến các đối tượng là đoàn viên thanh niên cũng như học sinh. Từ năm 2014 đến nay, các thành viên trong câu lạc bộ tuổi trẻ và pháp luật đã tổ chức 8 đợt tuyên truyền pháp luật tại các địa phương trong tỉnh thông qua mô hình phiên tòa giả định. Đặc biệt đây là mô hình cũng giúp cho các đoàn viên thanh niên trong cụm Nội Chính có điều kiện giao lưu cùng chung sức trong quá trình triển khai các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, giúp đoàn viên thanh niên trong cụm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Các đoàn viên trong khối là có cái sáng kiến là sẽ tổ chức một cái phiên tòa giả định tại cho các đối tượng là các em học sinh ấy, trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các vùng mà có trọng điểm về án mà liên quan đến học sinh ấy, để mà qua đó thì để thứ nhất là cho các em biết được về trình tự diễn biến thủ tục một cái phiên tòa của bên tòa án. Thứ hai ấy, thì cũng qua cái phiên tòa ấy, thì muốn các em nhận thức được tuân thủ cái việc tuân thủ pháp luật của mình, thì từ đó thì đối với những cái cư xử hoặc những cái hoạt động trong bình thường á, thì các em có thể nhận thức cái hành vi theo hướng tích cực hơn. Khi mà biết rồi thì cũng không để xảy ra những cái hậu quả nghiêm trọng mà để vi phạm pháp luật. Những phiên tòa giả định được tổ chức dựa trên những tình huống rất dễ xảy ra đối với lứa tuổi thanh niên học sinh hiện nay, với những vai diễn phù hợp, diễn biến tâm lý và tình tiết hồi hộp gay cấn. Sự tranh tụng quyết liệt giữa các bên đã thu hút sự quan tâm theo dõi của mọi người tham dự phiên tòa. Từ hiệu quả của mô hình, hy vọng với phiên tòa giả định với những con người giả định của đoàn thanh niên cùng Nội Chính tỉnh Lâm Đồng, nhưng đã để lại bài học thực sâu sắc cho lứa tuổi thanh niên học sinh, giúp họ nhận biết về hậu quả và sự trả giá do thiếu hiểu biết, từ đó nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật. Sống chính là niềm mơ ước của hầu hết các bạn trẻ khiếm thị. Để niềm mơ ước ấy trở thành